Chào các bạn, chào cả nhà. Ngày mới bây giờ mình đây là mình thu hoạch hẹ. Thu hoạch hẹ cả nhà. Quay sát xuống xếp cái chân. Ngon ghê chưa? Hẹ ngon ghê. Trò hẹ đã luôn. Đã luôn. Ngon ra. Người ta kêu là thu sát xuống vậy. Để cho nó nở. Dầu da trong này nó mập càng chua quá thở luôn. Giờ mở đây nè, coi nè, mở sờ sờ thôi đó, mở cắt sờ sờ thôi đó. Hẹ là lúc hẹ nấu canh hẹ ngon á, không biết sao mặt bà ngoại ra chi xác bà ngoại như vậy, xác bà ngoại mặt bà ngoại chi chứ. À ngon rồi cả nhà. Đó, cháu ngoại mình quay, cháu ngoại quay phim cho bà ngoại, quay xa xa mặt bà ngoại ra mặt quay quay gần bà ngoại cười tê tét, nó xấu thế. Dạ, có cái bụi này nó chết hả thang, bụi này chết hả? Ngon ghê. Sơ sơ mó có một sàng thôi nè mà cầm một mâm rồi đó. Trời, con có mấy bụi chết nữa thang không con? Ủa rồi ha, sao vậy ta? Đã ghê. Rồi bây giờ ta cái này là coi như là cầm củ kiệu nè. Trời ơi, mình nó nở đã ra ha. Chậu thứ hai đây cây thứ hai nè, đã ghê chưa cả nhà, thấy không? Xuống đây nè, thấy chưa, đã ghê không? Trời, xanh mà mướt đã luôn nè. Mới có đây có mới có một dĩ thôi nè, coi nè, ngon ghê chưa. Mới dĩ đó, giờ dĩ này dĩ thứ hai. Dĩ là nhiều lắm, nấu canh thì ăn hết sảy luôn. Quậy cắt xong mà quậy lên lượm mấy cái lá vàng ra luôn, khỏi mất công, cho nó sạch. Ngon lắm.
xin có ăn. Rồi, xong. Xong. Đây. À, phê với cả nhà mình nè, đã chưa? Bye các bạn, bye, thank you, see you next time later video. Hẹn các bạn video sau. Cắt cái mút này luôn nè con. Con cắt cái mút này luôn. Ok, rồi xong, bye.